Hai, em xin chào chú bác anh em quay lại kênh Định Hàng Bãi của em ha. Thì em xin cảm ơn chú bác anh em đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm trong thời gian qua ha. Cảm ơn những em đăng ký kênh, mới đăng ký kênh bấm like và chia sẻ kênh giúp em ha. Rồi thì cũng giản dị mỗi khi thôi nha anh em. Đó, thì số điện thoại của em là 0767365365 ha, cũng là số tài khoản ngân hàng quân đội em luôn nha. Tên của em là Phan Công Định ha. Đó, rồi hàng em là hàng cũ cho nên em cố gắng xem và nghe thật kỹ trước khi chốt giùm em nha. Những đồ điện em bán ra đều 100% hết nha anh em. Rồi tổng đơn đó mà dưới 350k thì cộng thêm 20 và 350k trở lên thì em bao ship COD toàn quốc luôn nha. Rồi thôi, em vào chi tiết luôn nha, em không làm tốn thời gian của anh em đó nha. Nói chung hàng quá lúc này nó bị kẹt công ở cảng anh em ơi, hàng nên giờ nó cũng hơi hiếm nha, cũng cố gắng tìm lắm á. Mã đầu tiên thì mã này anh em cố gắng nghe kỹ giùm em nha, tại nó có ưu nhược điểm nha. Cái cây này nè, nói chung đó thì em bán rẻ kèm luôn đó nha, nói chung là cũng không có giá trị nhiều, nôm na cũng như là gần như là tặng kèm á. Thì cái cây này nó bị cứng nha, nó bị cứng nè, nó bị cong cái cán nè. Em không có thời gian em mở ra em sửa đó, thì bây giờ em bán nó bị cong vậy nè. Nó anh em về xử lý là giùm em nha, hàng này hàng xịn đàng hoàng nha anh em. Nó hàng xịn sò đàng hoàng nha. Rồi cái cây thứ hai là cây này của lớp tơ hoạt động bình thường, nhưng mà nó lại xui một cái đó là bị gãy nha, gãy một bên lò xo. Nó có lò xo bung nè, nó gãy một bên ha. Cho nên cái chỗ này nè nó bung hơi yếu tí xíu, nhưng mà mọi thứ là hoạt động ok hết. Đó. Đây anh em, để em thử cho anh em xem nha. Nè anh em. Cắt còn ngọt bình thường nha. À quên nữa, chỗ này nè nó bị dạng như cắn cái mỏ hàng hay gì đó, nó có bị nám cháy nha. Nè anh em nè, khi cắt vô nè nó hơi hở, hơi chậm, hơi yếu nha. Nè nó. Rồi, ngoài ra là ok hết nha anh em. Bấm bình thường nè nha. Đây. Nè anh em, xem ha. Rồi, nó chỉ có nhiều thôi. Cái này là nó bị cứng nha. Anh em nào khéo tay về lấy cái lò xo bên đây qua đây cũng được nè. Hoặc là sửa lại xài cây này riêng luôn ha. Nó cây này thì nó bị cứng nha. Rồi cây này thì nó hoạt động bình thường, nhưng mà cái lò xo chỗ này nó bị gãy hơn một thanh, cho nên nó yếu bung chỗ này nè nha. Thằng này là của lớp tơ nha anh em. Rồi cặp này 280k nha, 280k. Đó. Thì nói chung những dòng này thì kích thước em khỏi cần đo anh em ha, anh em cũng gành dòng này ha. Rồi mã 62. Một cây kìm cắt cộng lực nha. Cây này á, thì em nghĩ là cái tem của nó là tem laser cho nên nó bị đen, nó bị mờ nè anh em. Anh em thấy không? Cái cán mà nó làm cái độ chống sần sùi này nè, là thường thường đa số là hàng xịn không nha anh em. Nó áo này nè, này cái này đó là nó nhúng nhựa nè anh em. Cái đuôi nó có bị cắn, nó có bị nứt vỏ nha. Lưỡi là còn đẹp, thân là còn đẹp nha. Đây. Em sẽ cắt trên này luôn cho anh em xem nè ha. Nè anh em. Đó, kìm cắt cộng lực cho nên anh em xài nó nhẹ nhàng lắm, vô từ từ đã lắm anh em. Miệng đẹp nha, miệng bao đẹp luôn á. Rồi, để em đợi chị dạy anh em tham khảo nha. Tổng chiều dài nó là khoảng 16 năm. Rồi, mã 62, 160k. 63 là một cặp kéo bếp nha. Em lấy cho anh biết giấy nha. Thì nói chung cây cai cút này nó hơi gỗ một chút nha. Nó thì em bán rẻ cho anh em dùng luôn một cây kéo này. Cây này đó là cây cắt hành nè, cắt rau củ nè, cắt một lần nó ra 5 miếng. Đẹp lắm anh em, cái mẫu đẹp lắm. Thì cặp này 180k nha. Thì nói chung cái cây kéo kia nó hơi xấu á, em bán giá rẻ cho anh em dùng ha. Nè anh em nhìn này nha. Đó. Khi mà cắt hành anh em cắt nó ra nhiêu đây nè. Nè. Đó này thấy không? Rồi cây thứ hai. Nói chung cây này thì nó cũng còn khá bén nha anh em. Nhưng mà nó bị gỗ thôi nha. Nằm bãi nó gỗ thép trắng, nhưng mà nằm bãi nước động lâu ngày nó vẫn gỗ nha anh em. Đặc biệt nha, ốc gời nha. Anh em xài nó dễ lắm. Xài thời gian mình mở ra mình mài dũa vệ sinh này kia cũng được. Thứ hai nữa đó, dòng này là dòng có găng cưa nè anh em. Cắt nó không có trượt nha. Rồi cặp này 180k thôi nha anh em. Bình thường nha anh em. Để em đo chiều dài anh em tham khảo nha. Tổng chiều dài của nó hầu hào khoảng 20-21 năm nè. Cây kéo bếp thì khoảng 20 năm. Rồi
Mã 64 này là 370k, một cây mỏ lết tự động nha. Nói chung cây này đó là còn đẹp lắm. Em không vệ sinh, em để nguyên gì cho anh em xem luôn nè ha. Đó anh em thấy không? Em bao với anh em là không xét trong này nha. Bên Nhật nó sơn á. Có nghĩa là ví dụ như anh thợ đó anh sơn để phân biệt đồ của ảnh vậy đó anh em. Xây 200. Anh em nhìn mấy cái lỗ này là biết không xét rồi nha. Nó miệng đẹp nha anh em. Rồi. Thì mã 64 này đó là 370k. Đây anh em, để em mở ra cho anh em xem ha. Miệng mở tối đa nó là khoảng 2.5. Thì anh em dặn á, anh em siết vô vậy á là nó sẽ siết ha. Khi anh em á mà mở lên gì nó sẽ bung. Nó sẽ bung cái này ra nè. Nó bung lên gì ha. Đó, nó sẽ nhảy ra vậy nè, đó. Đó. Anh em mở một con tán ốc nó y như cây, chung y một cây cờ lê tự động vậy đó anh em. Nó vậy đó. Cái này là gần như là theo đánh giá em là nó dùng lướt nha anh em. Anh em nhìn nè ha, găng đẹp nè. Size 20 nha, size 20. Rồi mã 64 này là 370k. Mã 65. Mã 65 là 200k, một cây kéo cắt ton công lực của Sato nha anh em. Cây này rất là đã nha, cây này anh em cắt nhẹ nhàng lắm. Để em kiếm miếng toàn, không biết miếng toàn bữa đây đâu ta. Anh em chờ tí xíu nha, em kiếm miếng toàn cái em cắt cho anh em xem ha. Toàn kiếm gì có. Anh em chờ tí xíu nha, anh đỡ tay nha. Cái miếng toàn của em để lạc mất tiêu đâu anh em ơi. Nhưng mà cái này là anh em yên tâm nha, cái này là em bao nha, em có thử rồi. Lưỡi đẹp nha anh em. Lưỡi đẹp nè. Đặc biệt nha, nó rất là dày nha anh em. Sato nè. Mắc in da băng nè anh em. Đó. Dòng cộng lực này anh em xài sướng lắm nha, mình thịt nó rất là dày nha. Thịt của nó dày chắc khoảng 5 ly á. Dài của nó là khoảng 20.5. Rồi mã 65 này là 200k. Mã 66 này đó là 3 cây cờ lê. Mỗi một cây là 4 số nha, của Xuân cây nha, còn khá đẹp, hoạt động ok. 3 cây này là 550k. Bình thường một cây này không là tầm khoảng 200. Cây lớn này giá cao hơn nhiều nha anh em. Nhưng mà thôi gom chung em bán giá nới cho anh em chút ha. Đó. Cây nhỏ này đó là gồm số 9 nè, số 10 nè, 12 nè, 11 nè. Đầu đẹp nha anh em, không lỗi lầm nha. Em chưa vệ sinh, em chỉ lau dầu thôi đó. Rồi cây kế 14 nè, 12 nè, 10 nè, 13 nè. Đầu đẹp nha, không nứt mẻ nha anh em, hoạt động bình thường nha. Cây lớn nhất là gồm 21 nè, 17 nè, 13 nè, 19 nè. Cây lớn này thì nói chung nó hơi xấu hơn cây kia chút xíu nha, nhưng mà hoạt động vẫn ok nha anh em. Rồi đem đo anh em tham khảo nha, nặng tay lắm nha anh em. Con cây giữa này đóng mắt lên da băng luôn nè anh em. Cây lớn này dài khoảng 21. Cây giữa này là khoảng 17. Cây nhỏ nhất là khoảng 14 năm ha. Rồi combo này đó anh em ơi. 66 này là 550k nha anh em. 67 là một cây kiềm lạ của Mỹ nha. Thì cái cây này dạng như nó kẹp cái gì đó anh em ơi ha. Nè, nè. Đó. Cái này của Lubon nè anh em. Lubon thì anh em biết rồi ha, hàng này quá nổi tiếng của Mỹ rồi. Cái còn đẹp lắm. Mấy cái thằng này là đa số nó nhúng nhựa anh em, nên nhìn nó đẹp lắm. Em chưa vệ sinh nên chỗ này nó hơi dơ nha. Thì mã 67 này là 180k. Mở hiện tại của nó là khoảng 2.5. Cái lỗ này chắc khoảng cỡ 10-12 ly. Tổng chiều dài của nó là khoảng 25. Rồi, 67 này đó là 180k. 68 đó là một cây vít thay đầu. Cái này đó là hàng bãi đàng hoàng nha anh em, nhưng mà dòng này là China xuất Nhật nha, đặc biệt dòng này nó có đèn nè. Anh em thấy không? Đuôi 6.35 thông dụng và nó có một cái ưu điểm thứ hai nữa.
Đó, ưu điểm thứ hai. Nó có một cái anten 500 nè. Đây này phải không nè. Mạnh lắm nha anh em. Đó. Anten này đem đo thử nha. Cái phần anten không là tổng chiều dài của nó là khoảng 33 đó anh em. Còn cái mình vít này đó là nó dài khoảng 23. Đó nè, nào, hai đầu trừ. Ủa, hai đầu cộng, một đầu trừ và một đầu đầu chuyển nha, đầu chuyển sang 1/4 nè anh em. Đây. Có một bộ mua vít gờ ha, em kèm vô luôn. Bộ này rất là xịn sò nha anh em, em cho vệ sinh đó, bộ này hoàn hảo nha. Thì nguyên combo này 190k nha anh em, cái này anh em xài đa dụng lắm, đã lắm. Có nghĩa là cái cây 500 này nè, anten 500 này là anh em hít mấy con ốc mà gớ trong góc hẹp á, ốc vít được á. Rồi, mã 68 này 190k. 2 4 6 8 10 2 4 6 8 11 đầu luôn anh em ơi. Xài quá đã luôn. Rồi 69 là một cặp T. T này T ngắn nha. Cặp này thì 160k thôi, 2T là 14 hết nha anh em. Đẹp lắm, nói chung T này đẹp lắm. Đó, để giao nghĩa cho anh em dùng luôn. Thì cây này nó áo nhựa, cây này thì không áo, em chưa vệ sinh nha. Mà đầu đẹp nha, bao đẹp nha anh em. Dòng này là dòng Asahi nè, Asahi này anh em biết rồi nha, chất lượng cực kỳ nha, không hề không thua KTC bao nhiêu nha anh em. Dài khoảng 17. Tay đòn nó khoảng 16. Rồi mã 69 này là 160k cho cặp này nha anh em. Đó. 70 160k luôn. Một cây clay miệng nha, 13 clay lực nha. Đây, 13 dằn 190. Miệng nha. Còn khá đẹp. Ở trong đây nè. Anh em mở này ra nè, anh em chỉnh được cái lực á, có nghĩa là chỉnh lực nhưng mà nó là lực chết nhưng mà anh em chỉnh theo cái thông số mình yêu cầu được á. Cái này nó hơi cứng nha anh em. Rồi mã 70 này là 160k. Khá đẹp nha, hàng này hàng Tonichi nha anh em. Chiều dài nó là khoảng 21. Rồi, 70 160k. 71. Một cây. Cây này đó là một cây dao gọt giấy tự động nha anh em. Đó, của Yusuke nè. 160k. Rất là dày và nặng nha, thân nhôm nha, áo nhựa. Nè anh em. Thay lưỡi được nha, tự động thay lưỡi nha. Đây để mở ra cho anh em xem cái ruột nó phía trong nha. Nè anh em. Đó, anh em thấy không? Ở trong này nó còn được kèm hai ba lưỡi nè. Đó. Nhôm nha, thân nhôm nha, nhôm hợp kim nó nặng lắm. Hàng của Yusuke thì anh em biết rồi ha. Rồi bây giờ để em gắn vô lại cái em thử cho anh em xem nha. Đây. Đây gỡ gàng lưỡi phải không? Nè thấy không? Anh em lấy lưỡi mới ra nè. Nè gỡ gàng lưỡi đây này ha. Nè anh em. Rồi hết lưỡi rồi chứ, hết lưỡi rồi. Đó lấy ra là bình thường nha, hoạt động hoàn hảo nha anh em. Lưỡi thông dụng nha, lưỡi thông dụng nha anh em, lưỡi 10 á. Rồi mã 71 này 160k. 72 là một cặp kìm. Cặp kìm lỗ mỏ quạ nha anh em. Cây này đó là size 20. Miệng là cực kỳ đẹp nha, gần như chưa dùng. Thì cặp 72 này đó, hai cây là 140k, hai cây luôn nha anh em. Dòng IBS nè, IBS dấu zip này nha anh em. Cây thứ hai này có hiệu đây nè, nhưng mà nó bị pha vài chữ em không rõ nha, nhưng mà đẹp lắm. Đó. Đó. Anh em thấy không? Tuyệt vời không? Đẹp lắm, cặp này hoàn hảo á. Gần như chưa dùng. Rồi, chiều dài cái này là khoảng nếu mà mở ra thôi, bây giờ em đo một tay đi. Nó dài khoảng 20, cây kia thì nó 20 anh em ha. 20.5. Miệng mà khi bóp vô tối đa nha, khi bóp vô tối đa là nó khoảng 3 cm, hơn 3 cm chút nha anh em. Đẹp lắm. Đó. Rồi mã 72 này là 140k. 73.
73 này, hàng này đó là hàng độc nha anh em. Thí dụ như anh em nào siêu tầm hoặc là anh em xài cũng ngon lắm. Nó là một cái eto tai thép đặc luôn nha anh em. Cái này nặng là khoảng 2,9 kg nè. Rất là nặng nha. Thì mã 73 này đó là 700k. Cây này rất là nặng nha. Đây. Anh em thấy không? Long đền đồng thao luôn nè. Ở đây nó ghi, có ghi số 2 trong đây nè. Cái miệng ghiên của nó là vậy nha anh em, cái miệng ghiên của nó là vậy á. Đó nè, thấy không? Hàm đẹp nha. Bây giờ em sẽ mở tối đa em đo anh em xem ha. Chốt lớn lắm anh em ơi, chốt này nó khoảng 17 16 18 ly á. Nặng lắm. Nặng gần 3 kg á. Chiều dài nó là khoảng 20. Miệng mở an toàn của nó là khoảng 3.5. Hàm của nó là khoảng 6 cm nha anh em. Thép đặc toàn bộ nha, nên rất là dày và nặng nha, nặng tay lắm. Em căng rồi đó là nó khoảng 2,9 kg đó nè. Hàm đẹp nha. Hai cái lỗ tròn đó là lỗ ghim của nó nha, chứ không phải lỗi lầm nha anh em. Đó. Cái này thép nha, eto thép anh em xài là thiên thu luôn. Nè anh em nè, hàng xịn anh em nhìn biết liền ha. Nè, đồng thao nè. Đó. Trong cái ốc này nó có ghi số 2 nè. Rồi mã 73 này là 700k. 74. 74 là một con đen mini nha anh em, của Aeron nha. 650k. Đây. Cái mặt của nó đó thì nè anh em, nó có lỗ nhẹ tí xíu nha, nó có cắn vài chỗ nè. Mà tổng thể là đẹp nha anh em. Cái con này nó đem căng thử nó nhiêu gam nha. 650g. Aeron da băng đàng hoàng nha anh em. Em chưa vệ sinh, em chưa, em không dám rửa, em rửa sợ bãi tem. Nè anh em, cái tem của nó nè. Đó anh em thấy không? Aeron chắc mắt nè. Đó. Em không dám rửa, em rửa sợ nó bay cái tem á. Đây. Tổng chiều dài bao gồm luôn mũi tàu đó là nó khoảng 14 nha. Chiều ngang của nó là 4.5. Cái phần đe không là khoảng 9.5. Chiều cao là 6.5. Dễ thương lắm. Còn rất là đẹp nha anh em. Mấy con đe này ít gặp lắm anh em ơi. Hàng Aeron da băng nữa nè. Rồi 74 này là 650k. Anh em nào mà khéo tay về ha, vệ sinh rửa ra đẹp lắm. Em không dám rửa, nghe em rửa sợ nó bay tem Aeron nè. Rồi 75 76 là một cây thước vuông xung qua. Dòng là dòng này dòng đỏ đen 2 ly nè anh em. Dòng này là dòng xịn sò nha. Đây anh em, thì hai cây này đồng giá 150k một cây nha anh em. Dòng này xài rất là ngon nha. Nó xây 250 á, 2550. Rồi đây số này nè. Nói chung hai này ngoại hình nó tương tương nhau nha. 150k trên cây nha. Tất cả đều là xin qua hết luôn á. Đây chữ trắng đỏ này nè. Mặt sau nè. Nói chung hai cây này á là nó tương tương nhau hết nha. Anh em lấy cây nào nó cũng như nhau thôi. Em chưa vệ sinh em mới chùi dầu thôi, nhưng mà đặc biệt nghe dòng này là dòng dày 2 ly nè anh em, xài ngon lắm. Nè anh em, dày 2 ly nè. Dòng dày nha. Rồi, 75 76 mỗi cây 200 150k nha anh em. 150k trên cây nha. Rồi cây này thì nó lớn hơn. Bản lớn hơn, dày thì cũng khoảng dày, để em coi thử mấy ly nha. Dày thằng này thì nó không bằng kia nha anh em. Thằng này mỏng kia chút xíu. Thằng này dày ly 6. Thằng này nó dày 1 ly 6. Nhưng mà thằng này được cái bản lớn nha anh em. Bản lớn lắm. Nó bị đổi tùm lum chỗ cho nè anh em ơi. Cái này á là hệ in nè. Bên đây là hệ mét của nó nè. Bây giờ em cho có hệ mét đi ha. Size này size 35. Thanh đây là thanh 75. 35 75 ha. Số lớn. Bản lớn. Bên đây là hệ in. Bên đây là hệ in nha anh em. Số cũng. Ủa. Bên đây là cm. Bên đây à, bên đây cũng là cm luôn anh em ơi, nhưng mà nó chia cái này anh em coi kỹ ha. Dễ cũng được lắm nè. Đây đây chẳng là cm nè anh em. Nhưng mà cái cách chia nó hơi khác bên kia một chút nha. Đó.
Rồi mã 77 này đó là 190k, hiệu của nó này nè. 78, 78 đó là một cái vợt gọng cá, một cái vợt sọt gọng cá nha anh em. Và một cái hộp đựng mồi câu nè. Đó. Thì cặp này là 240k cho hai món này nha. Anh em nào mà đi câu á, xài này rất là ok nè, đựng mồi câu nè anh em ha. Đựng mồi câu còn đẹp nha, gần như mới chưa dùng ha. Rồi cái sọt gọng cá của nó là nó gồm được nè, 4 tầng á, nhưng mà nó thông nhau hết nha. Thông nhau hết anh em. Đẹp lắm, cái này em lựa kỹ rồi ha, để anh em yên tâm vấn đề mà một lũng nha. Rồi, để em đo cái dành phía dưới nha. Dành phía dưới là nó khoảng 37. Dành tròn phía trên thì nó khoảng 24. Chiều cao nó gần 80 nha anh em, chiều cao nó gần 80. Rồi. Miên combo này 240k nha anh em, 240k. Rồi bây giờ tới cái này nha anh em. Bây giờ cái này em sẽ quay từng cây đi ha, cho anh em dễ nhìn ha, tại trong khi sợ nó có sự chênh lệch vấn đề ngoại hình đó nè. Cây này là ton, ton lắc léo nha. 14 nè. Cái tay của nó thì nó có gỉ gỗ chút ít nha, nhưng mà đầu là đẹp tuyệt vời nha anh em, đầu là ok nha. Nó thì cây này 110k, đầu lắc léo nha. Của Tone nè. Đó. Tổng chiều dài nó là khoảng 32. Tay đòn nó là khoảng 18. Thì mấy thằng kia hậu hậu cũng vậy luôn nha anh em. Có lớn hơn, có nhỏ hơn chút xíu mà không đáng kể nha. Thì thằng 79A này đó là 110k nha. Tone số 14 nha. 79B 130k. Thằng này tone đẹp hơn. Số 10, số 12. Thằng này số 12. Đẹp hơn nha anh em, thằng này thì nó đẹp hơn ha. 130k cũng tone này nè. Rồi. 79C. Thằng này nó của Kyoto, đầu lắc léo luôn, 120k. Thằng này số 12 nha, thằng này là gần như mới chưa dùng nè, em không dám vệ sinh, em sợ bãi tem nè. Thằng này thì dài hơn chút xíu nha anh em. Đó. Anh em muốn chọn cái nào anh em chọn ha, này số 12 nha. Đầu này khẩu 12 nè. Đẹp hoàn hảo nha. Rồi 79C 120k. 79B 120k luôn. Thằng này là của Hataya, kích thước như kia luôn nhưng mà khẩu này nó dài hơn chút xíu nè anh em. Thằng này chắc khoảng 4 cm, khoảng 3-4 cm. Khẩu này là 14 nha anh em. Hataya, Hataya FPC nè. Nó khẩu này khẩu dài, 120k nha anh em. Rồi, cây cuối cùng là mã 79E. Này đó là 100k. Đầu nó thì nói chung nó hơi xấu tí xíu nha anh em. Ngoại hình cũng còn khá lắm, đầu nó hơi, nó có xài nó hơi cắn một chút nha. Rồi kích thước nào nao ná 1 kg luôn nha anh em. Rồi 79E 100k. Mã 80. Một cây mỏ lết nước nha anh em. Của Super, cây này là cực đẹp luôn nè. Size 28 nè. Đó, mẫu này mẫu hiện đại luôn nè anh em. Super nè. Gần như mới chưa dùng luôn anh em ơi ha. Gọn gàng nhẹ nhàng lắm anh em. Chiều dài nó là 28, miệng mở tối đa nó là khoảng 8.5 nè anh em. Mỗi lít nước anh em. Rồi mã 80 này đó là 310k. Nói chung này quá đẹp rồi, cũng không có gì phải tả nhiều anh em ha. Mã 81 này hàng độc nha anh em, hàng này hàng hiếm nha. 650k nha anh em. Một cây mỏ lết hai hàm của ba cô Thị Điển nha anh em. Nè. Nè. Ba cô nè anh em thấy không? Ego nè. Xây 10, sandwich ba cô Thị Điển nè anh em. Hai hàm nha. Đây cho anh em xem, dễ xem nè. Gần như là, gần như chưa dùng luôn. Hàm mới tinh luôn. Nè anh em hai hàm nha. Nói chung cái này anh em sưu tầm cũng được luôn nha anh em. Còn cực kỳ mới luôn nè. Nó hai hàm ha. Đây bây giờ em mở nè, em mở đang ở, mở ở nói chung khoảng cách cũng tương đối an toàn ha. Đo được là khoảng gần 4 cm nha anh em. Rồi bây giờ vô hàm chính của nó, cái đó là hàm mở ống nha. Còn hàm mở ốc nè. Anh em thấy cái lợi nó hay ghê không? Lợi đẹp ghê không? Nè. Nè. Thằng ba cô đó là con ốc nó gặn gặn ngược nha anh em. Đây.
em ở trong khoảng cách an toàn ha, là khoảng 3 cm nha anh em. Đẹp tuyệt vời nha anh em, thằng này đẹp cực kỳ đẹp luôn á. Mấy mẫu này giờ khó tìm lắm anh em ơi. Tai nhựa nha, đuôi thép. Rồi mã 81 này đó là 650k. Mã 82 là một cặp kìm khoe nha anh em, một cây của Mỹ, một cây của Nhật nha. Cây super này của Nhật nè. Cây này mới vừa xài luôn nè, nó còn luôn một miếng cao su bảo vệ của nó nè anh em. Đó. Cây này của Mỹ nha anh em, cây mỏ công này của Mỹ. Rồi đẹp rồi, chiều dài anh em tham khảo nha. Cây của Nhật tổng chiều dài của nó là khoảng gần 15. Cây của Mỹ thì nó khoảng 15 năm. Cây của Nhật là mới chưa xài luôn á. Cây của Mỹ thì nó hầm hố nó bự hơn nha anh em. Rồi 82 này đó là 260k. 83. Một cặp kìm tuốt dây điện nha anh em. Cắt tuốt đa năng ha. Thì thằng này thì nó dạng dòng mini anh em ha, cây lobster dưới cây này thì hiệu gì anh em, hiệu whisper gì nè đó. Còn khá đẹp nha, hoạt động ok nha anh em, em test gọi chân nha. Tổng chiều dài nó là khoảng 22 năm nha anh em. Rồi cặp này 130k. 84. Một cây kìm bấm lobster. Cái này sản xuất tại Mỹ nha anh em. Anh em nhìn chất lượng nó không thua YGIP bao nhiêu hết trơn á. Thằng này thì nói chung nó còn khá đẹp, nhưng mà có một dính một vài bon hàng nha anh em. Size 10 nè, size 50 nè. Thằng này là thường thường nó khoảng size 10G đó anh em. Là tổng chiều dài nó là khoảng 23 đó, bao gồm luôn ốc khi khóa lại á. 22 năm nè anh em. Cái này đẹp lắm nha, này sản xuất tại Mỹ nha anh em. Hàm đẹp, miệng đẹp, lưỡi cắt đẹp nha anh em nè, lưỡi cắt nè, bấm rất là hoàn hảo nha anh em. Tám mươi bốn là 480k nha anh em. Đó anh em thấy không, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Rồi 84 480k. 85 là một cặp kìm cắt nha. Cây xanh này thì nói chung nó hơi xấu nha. Còn cái vàng này thì đẹp nè, cái vàng này nó mini nhưng mà nó đẹp. Cái này là cắt chân linh kiện nè anh em. Nó dạt mặt chân linh kiện, tuốt dây luôn nè, cắt dây luôn đó nha. Đó, cái hiệu của nó nè anh em. Đó, hơi mờ ha. Cây này thì nó hơi xấu hơn, thì nói chung cặp này em bán rẻ cho anh em dùng ha, chỉ có 130k thôi. Thằng này thì nó có gỗ, nó có cắn vài lỗ ha. Nhưng mà dòng này thì em nhìn nó rất giống là kìm Mỹ nha. Đặc biệt nha, xài còn bình thường nha anh em. Đó, thì nói chung nó hơi xấu nha. Thì cặp này chỉ 130k thôi. Cây nhỏ là hoàn hảo nha. Cây lớn thì nói chung còn xài thì chắc khoảng 70% được. Cây nhỏ này size 13. Cây lớn thì size khoảng 20. Khoảng 20 lẻ anh em. Gần 21 á. Cây lớn thì anh em về xài rất là ok nha. Rồi 85 này là 130k. 86, 220k một cặp kìm cắt, còn cực kỳ đẹp nha anh em. Đây. Cây Mary nè, cây này là của Marvel ha. Đó. Đó anh em ơi, lưỡi đẹp nha. Cây lớn này chiều dài là khoảng 16 năm. Cây nhỏ chiều dài là khoảng 16 nha anh em. Rồi. Cặp kìm cắt này đó là 220k. 87. Một cây cần tự động của Hero. Size 200 nè anh em ha. Đầu 3/8 là 9.5 nè ha. Hero Tool nè. Tổng chiều dài nó là 200 á. Hoạt động bình thường nha anh em. Nè.
Ngoại hình nó thì có chỗ này nó có gỗ chút xíu nha, ngoài ra là ok hết nha anh em. Mình máy nó cũng dày dặn lắm. Rồi mã 87 này đó là 140k Hero nha anh em, Hero Twin à. Hero này rất là xịn sò nha anh em. 88 một cây kìm bấm hàng, một cây kìm bấm gỗ của Best Say của Đức nè, cái này của Đức nha anh em. Best Say của Đức nè. Nè. Ngoại hình nó thì có gỉ gỗ hơi hơi nha, nhưng mà hoạt động thì ok. Hoạt động tốt nha anh em, bấm bình thường nha. Đây. Mở tối đa ha, mở tối đa khi bấm vào ha. Là khoảng 13.5. Nó cái lòng sâu của nó thì khoảng 7.3. Tổng chiều dài của tay này thì nó khoảng 29 nha anh em. Best Say đâu bạn nha, dòng Best Say của Đức nè anh em. Dòng này là xài gần như là thiên thu luôn anh em ơi. Anh em xài bên gỗ, bên cơ khí đều được hết nha. Đó. Hoạt động hoàn hảo nha, bấm ngon lành nha, lò xo zin hết, mọi thứ zin hết nha anh em. Rồi mã 88 này là 500k. 89 đó là một cái cảo góc vuông nhôm nha anh em. Nó cái này thì 110k nha. Cảo góc vuông nhôm. Có một cây một à. Rồi. Cái chiều dài của cái tay nó là khoảng 9cm nha anh em, 9-10cm ạ. Góc vuông của nó là khoảng 8cm nha anh em. Này nhôm. Rồi mã 89 này là 110k. Hoạt động hoàn hảo không lỗi lầm nha anh em. Mã cuối cùng là một cái xẻng nha. Xẻng thép trắng gần như mới chưa dùng luôn á. Anh em thấy không? Hiệu bọng đàng hoàng hết nè. Chữ nghĩa nè. Logo nè. Nó gần như mới chưa dùng luôn nè. Cái tem giá nó còn luôn nè. Anh em làm vườn cây này là rất là ok luôn. Anh em xài gia đình ha. Trồng rau, trồng kiểu này kia là tuyệt vời luôn. Rồi mã 90 là 170k nha anh em. Tổng chiều dài 30. Mặt ngang nó là khoảng 8.2 nha anh em. Rồi, em xin cảm ơn anh em đã dành thời gian xem clip của em nha. Rồi, chào tạm biệt anh em nha.